Sáng nay tại nhà của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm ở ấp Trường Khương, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ khởi công xây dựng 30 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đến dự có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Ban Dân vận thành ủy, lãnh đạo huyện Thới Lai cùng đại diện các quận huyện thuộc thành phố Cần Thơ. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức khởi công xây dựng 30 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố. Trong đó phân bổ cho huyện Thới Lai và quận Ô Môn mỗi địa phương 4 căn nhà tình nghĩa, quận Thốt Nốt và huyện Phong Điền mỗi địa phương 7 căn, quận Cái Răng và huyện Vĩnh Thạnh mỗi địa phương được 3 căn, quận Bình Thủy 2 căn. Mỗi căn nhà trị giá 70 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Sổ số kiến thiết Cần Thơ tài trợ. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận huyện chỉ đạo kiểm tra giám sát về chất lượng tiến độ công trình, vận động thêm kinh phí, hỗ trợ thêm về nhân công, để các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có được căn nhà khang trang, phấn đấu xây dựng hoàn thành bàn giao nhà trước ngày 30 tháng 4 năm 2024.